Là trận đấu thứ ba của trận đấu trường thứ tư kỳ 10 giữa hai tay vợt là Sầm Chí Thông và Bùi Nguyên Vũ. Pha nhà bóng rất xoáy của anh Sầm Chí Thông đã giành điểm về cho anh ấy, tỷ số giờ là 1-0. Giao cho mày luôn. Đưa đây. Quá hay, một pha đánh rất đẹp của Bùi Nguyên Vũ. 5-4. Đổi giao bóng cho Vũ. Năm, mười.
và 11 năm. Như vậy sau 3 set đấu tỷ số tạm thời là 2-1 nghiêng về cho tay vợt Sầm Chí Thông. Chúng ta chờ đón set đấu thứ 4.